Nó nè, gió mọi người nè, mọi người thấy không? Dạ, đó. Phòng đập camera, cái mặt trước phòng vô phòng thăm. Nếu mà nó không dính đó thì buổi chiều Phong đi bẫy mà có là Phong sẽ bỏ vô đây cho mọi người xem nha mọi người. Ủa, Phong thấy con gì đây mọi người ơi. Hình như con chim con. Chết cha rồi, ôi trời, nó chảy máu. Chết. Chết rồi. Chết cha rồi. Chờ Phong tắt máy mọi người. Chết cha rồi, con này sao nó chảy máu luôn ta ơi. Tội nghiệp chưa. Chết tôi rồi. Sao chảy máu vậy con? Tôi nghĩ ồ theo Phong nghĩ là nó bị tung cày cổ nó mọi người. Ồ để thế này không biết mọi người thấy nó không, mọi người thấy nó không nè, đó nó tung quá mọi người ơi, nó tung quá, nó cày cổ nó nè, nó bị rướm máu. Con này là con hắc he mọi người ơi, hắc he con. Nhưng mà Phong không biết con này con trống ăn máy nè. Đó, để Phong đi ra ngoài chỗ xe, Phong sẽ dựng máy, Phong quay kỹ lại mọi người. Bây giờ để Phong gỡ bẫy đã. Trời ơi. Nó tung có sao mọi người, nó lát da cổ nó luôn mọi người. Để Phong tắt máy, Phong gỡ máy mọi người, chờ Phong chút mà vô kèo. Tại vì Phong đi Phong thấy nó bay vô mà. Mà Phong không ngờ là sao lại con này là con mọi người ơi. Con này là con hắc he con. Phong à, nếu mà Phong công bẫy bằng cái này á mọi người là nó đã xảy rồi. Tại vì để Phong đặt cái này lại cho nó lăn vòng, Phong cho nó vô cái túi mọi người. Dạ, Phong thấy nó lên màu. Phong dính hắc he con mọi người ơi. Đã ghê. Nó chưa có lên màu. Mà Phong không biết là con trống hay con mái. Để Phong ra Phong coi lại mọi người. Trời ơi trời. Nó cái kiểu như nó dính vô cổ mọi người. Nó tung mà trầy da sao mà Phong thấy nó chảy máu. Để Phong ra Phong kiểm tra lại coi. Chứ không là nếu mà nó chảy máu thì nhiều quá thì mình phải Phong phải bứt lá Phong dịch cho nó mùi. Chứ không để nó mất máu nó chết. Trời ơi, khó khăn lắm qua Phong mới bẫy được nó mùi.
Phong rình rập từ hồi sáng giờ luôn. Phong bẫy nó được một con. Tại vì đối với Phong, con hắc he này Phong bẫy một con nó là bằng gấp 10 lần con cút rừng 10. Cho nên là Phong bẫy được nó là Phong mừng lắm. Tại vì chiều hôm qua Phong bẫy thì được một cặp cái anh kia ảnh mua Phong 750 mua. Ông lạc đặt ông móc 750 ra, ông còn đâu 750 đó. Ông lạc đặt ông nhét cho Phong, cái ông lạc đặt ông dậu à. Ông cho mình nói gì luôn. Phong nói thôi để Phong về Phong nuôi. Phong nuôi Phong vô cám rồi đi cho nó ăn cám rồi đi rồi đưa số điện thoại cho Phong. Rồi xong rồi nó vô cám đầy đủ này nọ kia rồi Phong điện thoại Phong giao cho ảnh không chịu. Ảnh sợ Phong không bán á. Tại vì lúc đầu Phong nói là để Phong nuôi á mọi người. Cho nên là ảnh lật lật ảnh hốt ảnh chạy. Phong kiếm cái chỗ nào mà Phong đứng cách sao mà cho Phong thấy luôn á mọi người. Phong kiếm cái chỗ nào Phong đặt cái máy mà Phong thấy nữa mới được. Để Phong sẽ quay cái mặt hình rừng nó nè. Gió mọi người. Nè mọi người thấy không? Ây da, ây da. Nó tung ghê không? Đó. Gió thổi nó mọi người. Đó. Nhưng mà cái điện thoại của Phong có mặt trước nó không rõ mọi người. Để Phong bỏ cái mặt sau cho. Đó mọi người thấy không? Cái mặt sau thì cái điện thoại Phong này Phong quay nó rõ hơn mọi người. Đó, chuẩn bị nó lên màu á mọi người. Con này con hắc he nha mọi người. Hắc he con. Nhưng mà Phong mong biết nó là con trống hay con mái nè. Tại vì nó lên màu không có rõ ràng, chưa rõ ràng mọi người. Đó. 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 Người ta. À. Thôi để Phong về nhà. Để Phong về nhà Phong review nó rõ ràng ra hơn mọi người. Chưa có đi mọi người. Khu đó là có thể là chiều nay hoặc ngày mai ngày mốt gì Phong mới đi khu đó mọi người. Còn hiện giờ là chiều nay Phong vô khu này. Tại vì khu này nó còn hai con trống Phong chưa có bắt được. Cho nên là chiều Phong vô. Mà con mái đâu Phong không thấy. Nhưng mà Phong mới thấy chỉ có hai con trống mọi người. Còn ở dưới chỗ cái đám ruộng ở dưới kia kìa. Là Phong thấy nó ở dưới đó, nó bươi năng, nó ở dưới đó. Thì cái con mà he con này nè mọi người. Hồi sáng nó cũng từ dưới đó nó bay lên đây. Nó bay lên cái ruộng xanh xanh đó mọi người. Rồi Phong lên Phong để đó Phong đặt bẫy mà nó không vô. Xong rồi Phong đi vô Phong thăm bẫy thì Phong thấy nó bay vô cái đầu bắp đó. Là bắt đầu Phong giờ qua đây luôn Phong bẫy cả hơn nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng 35 phút kìa. Là Phong vô là Phong dính nó mọi người. Mừng ghê luôn á, dính con cút con này. Con hắc he con này dù gì mình về mình nuôi một thời gian nó ngon hơn mọi người. Thôi Phong dừng video để Phong về nha mọi người.